bấm á, quay mà. Em bấm mang cái nút đó, rồi nó quay đó. Rồi. Mời tất cả mọi nhà, mời cả nhà. Mì gõ. Mà nó chưa gõ, người ta chưa có gõ thịt. Chưa có bày ra, người ta mang qua tới nhà ăn à. Ok, cảm ơn tất cả mọi người ăn á. Không, anh còn ăn cay được, mình bây giờ ăn cay hết nổi rồi. Yeah. Ừ, ăn cay nó ngon. Mì gõ móng giò với lại nói chung là rất là ngon mà rất là rẻ. Cái này như cái bài đường hàng ghi bằng 1/3 cái phở. Nửa cái phở. Chưa thấy nữa. Chưa thấy nữa. Sáng ăn là 70.000 gì một tô. Ấy 60 á. Này có 30.000 thôi. Giò ngon. Có rau. Rồi được chưa bố cầm? Được rồi. Tắt đi bố cầm nha. Rồi.